summer bay. Sau khi sống chung, cả bốn đã cùng nhau gom tiền và phân chia nhiệm vụ công việc nhà. Theo nhiệm vụ, Mira nhanh chóng thực hiện đi chợ mua đồ ăn, nhưng vì sự ngây ngô tin người của Mira đã trở thành con mồi của cặp mẹ con lừa đảo. Vì sự bất cẩn đó mà tiền ăn và sinh hoạt của cả nhóm đã không còn. Thế nên cả bốn cô nàng đã quyết tâm lên kế hoạch nhanh chóng tìm việc làm. Vậy các cô gái của chúng ta có thuận lợi tìm được một công việc? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Hình như là không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn bị bệnh về tim đó hả? Đứa nào dày nghìn của tao, tao sẽ không để yên đâu. Mà coi có mất gì nữa không? Tụi mình cũng coi là có mất gì không? Nghiệp Mirai quá à. Xui ghê á. Sáng nay mới mất cái bóp luôn á. Xong giờ mất điện thoại nữa. Rồi lấy gì tôi điện về quê. Thôi không sao đâu. Coi như là của đi thấy người đi. Có gì tụi tôi cho bà mượn. Đừng có buồn nữa nha. Thôi đừng buồn nữa. Cũng may á là mất cái điện thoại thôi đó. Mà tụi mình nữa, lần sau trước khi ngủ á, coi cửa nẻo cẩn thận. Ê, đóng cái cửa lại luôn đi. Rồi. Thôi đi ngủ đi, sáng mai kiểm tra sớm á. Đi ngủ cho hết buồn. Bà là tốt với tôi hay Lizzy? Lại là anh nữa hả? Sao lúc nào anh cũng lởn vởn quanh tôi như ma vậy? Ai biểu cô cứ đi qua đi lại hoài làm gì? Ủa? Anh có bị đuôi không? Nãy giờ tôi ngồi yên ở đây chứ có đi đâu đâu. Ý tôi là cô đi qua đi lại ở chỗ này. Đau quá à. Cô đừng có đi qua đi lại nữa được không? Đau lắm. Tôi thấy anh hình như là không chỉ bị bệnh thần kinh, bị bệnh da mắt, mà còn bị bệnh da tim nữa hả? Đúng. Corona thì gây bệnh phổi, còn cô làm tôi rối loạn tim nhau. Đó, cô làm cho tôi bị bệnh tim rồi đó. Cô bao chữa cho tôi đi, nha. Trời ơi nè. Anh bị điên hả? Anh chán của anh à. Anh ăn đi. Mắc công tôi ăn vô thì bệnh giống anh nữa. Ê, Nông, bà có sao không vậy?
tay bà bị gì. Kim, Kim, có chuyện gì vậy? Có gì đâu, ba chạm nhẹ thôi à. Ừ, mai mốt ba đi đừng cẩn thận nhá. Tốt nhất á là đừng đụng trúng hay dính liệu gì tại ba đỏ hết á. Tối á là tối thấy ba đỏ vừa kỳ lạ mà vừa bị hiểm đáng sợ làm sao á. Đúng rồi đó, tôi nghe mấy bà trong lớp nói á là bà đó bị ma ám á, ai mà đụng vô bà là xui lắm luôn á. Mấy bà lo sao quá à, tôi có sao đâu nè, vô lớp đi. Nhìn mấy con nhỏ đó hồn nhiên vô tư mà tôi tức á. Đúng rồi đó, con nhỏ nếp đó, cái đồ nhạc quê, nói gì mà còn không nghe được. Vậy mà bữa trước thầy còn khen nó hát thêm cả Ellie, tức quá mà. Ellie, bộ bà cứ dương mắt lên nhìn tụi nó, học trong lớp mình vô tư vậy sao? Coi thường tôi quá rồi đấy. Trước giờ bà có thấy đứa nào tôi ghét mà tôi để yên cho nó không? Ê, đúng rồi đó, con nhỏ Ly hồi trước mới vô trường bị bà hù cho sợ quá, không dám đi học luôn. Nhưng mà tôi thấy bà làm gì thì làm, làm nhanh đi. Tại vì bây giờ tôi thấy anh Ginh cứ xà nèo con Kim hoài rồi đó. Đúng ạ, con nhỏ Kim đó là tôi ghét nhất cái nhóm đó này. Trời ơi, có gì tài giỏi đâu, chỉ được cái hả nhảy đẹp hơn Ellie thôi. Thế mà anh Ginh lại bu nó. Bà có thích bị như con Ly không? Không. Yên tâm đi, đứa nào giấy nghìn của tao, tao sẽ không để yên đâu. Tôi thấy không có việc nào mà tôi có thể làm hết á. Tôi cũng thấy có nhiều việc trùng với giờ học quá à. Tôi cũng vậy, thấy việc không trùng thì làm tới 2-3 giờ sáng, làm sao mà có sức khỏe đi học được. Thôi, đừng có mất tinh thần như vậy chứ. Trên mạng á, trên báo thiếu gì việc, không có việc này thì tìm việc khác. Nhiều khi á còn tìm được việc nào phù hợp hơn nữa thì sao, đúng không? Không được mất tinh thần nữa, phấn chấn lên. Ừ, đúng rồi. Ừ, chúng ta còn nhiều việc khác mà. Ừ, mọi người hãy phấn chấn và quyết tâm lên nào. Đúng rồi, quyết tâm tìm được việc. Quyết tâm. 1, 2, 3. Quyết tâm. Các em ngồi xuống. Sao hôm nay lớp ta có chuyện gì vui không? Được gặp thầy là niềm vui của bọn em đó. Nhìn thầy cứ như là idol Hàn Quốc vậy á. Đúng rồi đó, nhìn thầy cứ giống như minh tinh nào ấy. Thôi các em dẻo mỏ quá, trật tự đi. Thầy nghĩ á, ý của bạn này á nói cũng đúng. Là một người nghệ sĩ á, quan trọng nhất là tác phong, đi đứng, ăn mặc, giao tiếp, đặc biệt là ở những chỗ đông người. Để cụ thể hơn, thầy sẽ cho hai ví dụ để các em dễ hiểu. Thầy mời Nếp, Anna. Gì kỳ vậy? Không lẽ hôm nay thầy bị mất nhận thức về đẹp hay là xấu rồi hả? Tôi đụng tiêu chuẩn nên được thầy qua lên kia. Ngại thôi quá. Đi, thích muốn chết mày đặt nữa. Thật, cái này gọi là nghiện còn ngại đó. Thầy lên mau đi, thầy đợi kìa. Ừ. Em cũng phải lên hả thầy? Đúng rồi, em phải lên làm hình mẫu cho các bạn chứ. Các em phải lưu ý, đây là hai ví dụ điển hình. Tôi không muốn các em phải mắc phải. Hai em đó, một em á thì ở dưới quê, nhưng một khi các em đã bước chân vào trường nghệ thuật ngày học, đồng nghĩa với việc sau này các em rời khỏi trường có thể là một người nổi tiếng, một ngôi sao nào đó. Nhưng tác phong ăn mặc lại xòe xòa, lôi thôi, y như là đi ruộng. Còn Anna, phong cách của em á thì gái chẳng phải gái, y như một thằng con trai. Như vậy á thì làm sao trở thành một người nổi tiếng được? Ellie, lên giúp thầy một chút. Em bước ra đây, em xoay một vòng. Đó, các bạn thấy không?
Đây là phong cách khí chất của bạn ấy. Các bạn phải có phong cách như vậy, phải tự tin đi đứng như vậy. Ai như hai em lù khù lôi thôi, như vậy á thì làm sao có dũng khí để trở thành một ca sĩ được. Đứng thẳng lên. Thôi được rồi, ba em về chỗ đi. Ở đây á, không phải tôi mang hai em ra để mà đùa cợt, mà để cho các em nhận thấy phải thay đổi để mà thành công. Vì thành công của các em là thành công của thầy cô. Vì vậy nên các em phải thành công, đừng làm thầy cô thất vọng, hiểu không? Được. Ngồi thẳng lên, tiếp tục. Hai bà nhặt cái này giúp tôi nha, để tôi đi nấu cơm với chiên trứng. Tôi nhặt rau cho. Đi, tôi nhặt rau cho, mà nhặt hành đi. Ôi, tôi sợ cấy lắm. Vậy thôi, tôi gắt hành cho. Hay, phải gặm nhấm nỗi đau này, giống như cái tô hành. Thôi để tôi nhặt hành cho, bà nhặt rau đi. Cảm ơn bà nha. Nay hai bà xiên chứ vậy, phụ Lizzy nấu cơm luôn hả? Tất nhiên rồi. Ủa Nếp, bà sao vậy? Sao khóc? Tôi bị hành, hành cho nè. Nhìn Nếp khổ quá. Để tôi phụ cho, chứ không biết chừng nào mới có cơm mà ăn. Ủa sao xuống quá vậy? Ai biểu ba không lặt hành chứ. Đi đi. Dọn mày nguy hiểm, không tốt cho sức khỏe đâu.